Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì từ ngày 24 tháng 12 cho đến ngày 26 tháng 12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế sẽ có nơi trời rét. Vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Trong thời kỳ dự báo không khí lạnh gia tăng cường độ và tần suất, các tỉnh miền Bắc có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại và tập trung trong thời kỳ 3 cho đến 4 ngày cuối tháng 12 năm 2022 và trong tháng 1 năm 2023. Ngoài ra, giải khí áp thấp xích đạo vẫn còn có khả năng gây mưa trái mùa tại các tỉnh phía Nam, đồng thời vẫn còn nguy cơ xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực biển phía Nam Biển Đông. Về thời tiết đất liền, miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm, Ba ngày trời lại nắng ấm, thậm chí ở miền Nam thời tiết cũng thấy lạnh về đêm, ban ngày lại nắng mạnh.